chào mọi người, mình là Hồng Mai. Mình là Nhã Nguyên. Cắt đi. Mình là Hòa Bảo. Mình là Khánh Ly. Chúng mình đến từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nên chúng mình tham gia cuộc thi Việt Nam's Amazing Student với mong muốn trao dồi thêm kỹ năng, khám phá bản thân và học hỏi được những điều mới lạ trong cuộc sống, đồng thời phát huy được thế mạnh và tinh thần của sinh viên nhân văn trong